Đấy, đang ủi bây. Đây, công nhân đang cào đất các bạn. Đất ở trên đường đấy. Không dọn đất là bụi các bạn nhé. Bụi mù mịt luôn. Mình chào tất cả các bạn nhé. Quay một chút công trình từ xa các bạn này. Đây là cánh đồng này. Công trình này thì kéo dài đến xóm nhà mình, qua xóm nhà mình các bạn nhé. Rất nhiều máy móc tập trung để làm các bạn. Nhiều lắm. Giờ cánh đồng này. Máy móc rất nhiều các bạn nhé. Máy xúc, máy lu này. Máy ủi này. Nhiều lắm các bạn ạ. Đấy, toàn bộ tập trung máy móc thiết bị làm các bạn nhé. Lát nữa mình sẽ về ở chỗ xóm nhà mình quay đoạn đường đang làm các bạn nhé. Nối với chỗ này các bạn này. Ra cánh đồng một tí buổi chiều các bạn nhé. Xem công trình làm. Rất nhiều máy móc thiết bị. Mình quay một chút không khí làm việc tấp nập của công trình các bạn nhé. Không vào sâu sát quay các bạn. Quay ngoài thôi. Vào công trình người ta đang làm việc, người ta không cho vào quay đâu các bạn nhé. Con đường làm ngay cửa cánh đồng luôn các bạn. Rất nhiều máy móc thiết bị làm các bạn nhé. Đây là công trường đang thi công gần nhà mình các bạn này. Đây, con đường đang làm. Đang chuẩn bị đổ bê tông các bạn nhé. Ngã tư đường. Đây là đoạn đường thuộc xóm Đôi Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Tỉnh các bạn nhé. Xóm nhà mình. Đây, bây giờ đang thi công đường. Bên này đang đổ bê tông cầu kiện đúc sẵn các bạn nhé. Đổ bê tông cầu kiện đúc sẵn. Còn bên tê thì bên kia máy ủi đang lũ bây. Rải bây đường các bạn. Máy lũ đất, máy ủi rải bây đường. Và bên này công nhân đang làm thép các bạn. Đường xe chạy rất bụi các bạn nhé. Người ta đưa nước tưới này, đưa xe tẹt tưới nước này. Tưới nước ở trên đường đỡ bụi các bạn nhé. Làm gần nhà dân phải tưới nước các bạn nhé. Đấy, xe đi lại rất là bụi. Quá bụi luôn. Xe tẹt đang tưới nước các bạn này. Xe đang tưới nước. Xe tưới nước các bạn này. Xe tưới nước đường đấy. Công trình làm này bụi các bạn. Xe chở vật liệu, chở đất bụi các bạn nhé. Ừ.
Phía đây là sân bóng chuyền và sân bóng đá của xóm các bạn này. Hai sân bóng chuyền này, sân bóng đá này. Nhưng mà con đường làm ngang đây phá mất các bạn. Tất nhiên thì sau này có đền bù thôi. Nhưng mà bao nhiêu công sức làm bị phá mất các bạn. Đường đi qua thì phải chấp nhận thôi. Sân bóng bắn đá, sân bóng chuyền. Đây thì máy đang lưu đất về rải B các bạn nhé. Máy ủi đang ủi B. Đây, công nhân đang cào đất các bạn. Đất ở trên đường đấy. Không dọn đất là bụi các bạn nhé, bụi mù mịt luôn. Con đường này xe vẫn đi lại nhiều các bạn. Đây là container để công nhân ở này, bảo vệ ở các bạn nhé. Video này mình quay một chút công trường đang làm gần nhà các bạn nhé. Chào tất cả các bạn ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.